Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Nhìn từ phố Hiến. Chương trình do Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên phối hợp với các đài bạn cùng thực hiện. Sau đây là những nội dung sẽ có trong chương trình. Dự án nâng cao năng lực sử dụng máy tính, điện thoại thông minh và Internet tại Nam Định. Nhiều hộ dân ở xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên thực hiện chăn nuôi an toàn, không bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Giảm thải chất thải nhựa tại hệ thống bệnh viện ở tỉnh Quảng Ninh. Thái Bình, quản lý thu phí trông xe ở khu du lịch Cồn Vành. Thưa quý vị và các bạn, dự án nâng cao năng lực sử dụng máy tính, điện thoại thông minh và Internet cho cán bộ hội viên nông dân, gọi tắt là dự án Google do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát động, được triển khai trên địa bàn tỉnh Nam Định từ năm 2017 tới nay. Với mục tiêu hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, đào tạo nông dân có kiến thức, kỹ năng, tay nghề. Qua 3 năm triển khai, thông qua dự án, nhiều hộ nông dân đã tiếp cận công nghệ 4.0, qua đó nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Ngay từ khi triển khai dự án nâng cao năng lực sử dụng máy tính, điện thoại thông minh và Internet cho cán bộ, hội viên nông dân, Hội Nông dân tỉnh đã lựa chọn 8 xã thuộc 2 huyện Trực Ninh và Vụ Bản để thực hiện, ưu tiên lựa chọn các chi tổ hội nghề nghiệp, tổ hợp tác xã. Qua 3 năm, đến nay Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức được 17 lớp tập huấn về sử dụng máy tính, điện thoại thông minh và Internet cho 425 hội viên nông dân, thành lập 17 câu lạc bộ nông dân với Internet ngoại tuyến với 255 thành viên tham gia, 17 câu lạc bộ nông dân với Internet trực tuyến với 425 thành viên tham gia. Từ những nông dân chưa am hiểu về máy tính, điện thoại thông minh, Internet, sau các lớp tập huấn, 100% số học viên đã biết cách soạn thảo văn bản, truy cập Internet, tìm kiếm thông tin. Các câu lạc bộ nông dân với Internet đã giúp hội viên từng bước nâng cao khả năng tiếp cận, sử dụng và chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong việc sử dụng mạng Internet để thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Thông qua dự án nâng cao năng lực sử dụng máy tính, điện thoại thông minh và Internet cho cán bộ, hội viên nông dân, người nông dân không chỉ được hỗ trợ chia sẻ những kiến thức, kỹ năng về sử dụng máy tính, Internet và điện thoại thông minh để tra cứu thông tin, tìm kiếm thị trường, kết nối tiêu thụ nông sản, làm lợi cho bản thân, gia đình, mà còn làm lợi không nhỏ cho tổ hợp tác xã và địa phương trong phát triển kinh tế. Bảo tàng tỉnh Hải Dương vừa tổ chức công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xếp hạng bảo tàng, đồng thời mở cửa trưng bày chuyên đề gốm Chu Đậu, tinh hoa văn hóa Việt. Theo quyết định số 3651/QĐ-UB của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, bảo tàng tỉnh thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được xếp hạng 2, quyền lợi của tập thể và các cá nhân liên quan thực hiện theo quy định tại Thông tư 67/2006 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Nhân dịp này, Bảo tàng tỉnh phối hợp với Công ty Cổ phần Gốm Chu Đậu tổ chức trưng bày Gốm Chu Đậu Tinh hoa văn hóa Việt Nam. Nội dung theo các chủ đề: Gốm Chu Đậu Tinh hoa từ lòng đất, Gốm Chu Đậu trên tàu đắm Cù Lao Chàm và Gốm Chu Đậu tiếp nối truyền thống Quả sáng Nam Châu. Với hơn 500 hiện vật, hình ảnh được sưu tầm và chọn lọc từ các lần khai quật tại di tích Gốm Chu Đậu, xã Thái Tân, Gốm Mỹ Xá, xã Minh Tân, Nam Sách, cùng những hiện vật gốm được trục vớt từ tàu đắm Cù Lao Chàm, Quảng Nam mà Bộ Văn hóa Thông tin giao cho Bảo tàng tỉnh Hải Dương lưu giữ. Trưng bày nhằm giới thiệu đến công chúng về nguồn gốc lịch sử hình thành phát triển của gốm Chu Đậu từ 4 thế kỷ trước tới nay, qua đó cho thấy sự tài hoa của các nghệ nhân đã mang hơi thở đời sống thường ngày và trong mỗi tác phẩm và được thể hiện một cách đa dạng trong cách vẽ, trang trí họa tiết và màu men đặc trưng của dòng gốm Chu Đậu, góp phần tuyên truyền quảng bá hình ảnh về mảnh đất xứ Đông xưa Hải Dương này. Toàn tỉnh Nam Định hiện có trên 670 cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, trong đó trên 400 cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú với hơn 5.450 buồng phòng. Có 23 doanh nghiệp dịch vụ lữ hành nội địa, 1 doanh nghiệp lữ hành quốc tế, 3 văn phòng đại diện, hãng du lịch. Trong quá trình hoạt động, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành đều tuân thủ các quy định của luật du lịch, thực hiện đúng ngành nghề kinh doanh đã đăng ký, bảo đảm các quy định về điều kiện hoạt động. Các doanh nghiệp đã xây dựng, quảng cáo, bán và tổ chức các chương trình cho khách du lịch nội địa. Chấp hành, phổ biến và hướng dẫn khách du lịch tuân thủ pháp luật, các quy định của nhà nước về an ninh, trật tự xã hội, bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc văn hóa và thuần phong mỹ tục của dân tộc. Quy chế nơi đến du lịch, sử dụng hướng dẫn viên tại điểm để thuyết minh, giới thiệu cho khách du lịch. Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ cho cơ quan quản lý về du lịch. Do đó, hoạt động trong điều kiện kinh tế khó khăn, nhưng các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành trên địa bàn tỉnh vẫn giữ được uy tín với khách hàng. Một số doanh nghiệp lữ hành lớn lâu năm của tỉnh như Công ty Cổ phần Du lịch Nam Định, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Du lịch Công đoàn Nam Định,
Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Thiên Ân, chủ động liên kết với các nhà đầu tư, đặc biệt là các doanh nghiệp có nhu cầu đầu tư du lịch trong nước, khảo sát, tìm hiểu các cơ hội, thực hiện các dự án phát triển du lịch, đặc biệt quan tâm đến các hình thức phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, kêu gọi đầu tư phát triển du lịch biển của tỉnh. Để các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành hoạt động đúng định hướng, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời các sai sót vi phạm, yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành chấp hành nghiêm các quy định của nhà nước về kinh doanh lữ hành, thực hiện đúng ngành nghề kinh doanh đã đăng ký, không được phép hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế nếu không có chức năng hoặc không đăng ký kinh doanh lữ hành quốc tế. Nghiêm cấm các hành vi lừa đảo, chụp giật, lôi kéo khách bằng mọi giá, đảm bảo cung cấp dịch vụ chất lượng đúng hợp đồng đã ký. Trong thời gian vừa qua, rất nhiều du khách đã đến tham quan, nghỉ mát, tắm biển ở khu du lịch sinh thái Cồn Vành, xã Nam Phú, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Đi kèm theo đó là lượng lớn phương tiện xe ô tô, xe máy của du khách. Để phục vụ người dân tốt hơn, cũng như hài hòa nguồn thu nhập cho công tác quản lý của địa phương, thì việc quản lý thu phí tại các bãi xe hết sức được quan tâm. Phó trưởng ban phụ trách Ban quản lý khu du lịch Cồn Vành Tô Mạnh Biên khẳng định, việc đặt chốt để thu phí và lệ phí là đúng theo quy định của Ủy ban nhân dân huyện Tiền Hải. Mức thu hiện nay đã được thực hiện theo quy định tại quyết định số 01 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình. Ở trên cơ sở đó chúng tôi cũng đã thực hiện từ năm 2017 đến nay là đều phải thống nhất cái mệnh giá thu và cái phiếu thu là đều mệnh giá là do cơ quan quản lý nhà nước là chi cục thuế phát hành. Lý giải về những nhập nhèm xảy ra tại chốt thu phí do du khách phản ánh, ông Tô Mạnh Biên cho biết, nhân viên tổ trông giữ phương tiện có giải thích những trường hợp thu tăng là do du khách gửi xe vượt quá thời gian quy định một lần gửi, hoặc phải trông coi thêm đồ, mũ bảo hiểm. Nhưng ông Biên cũng cho biết, ban quản lý khu du lịch không đồng ý với cách làm này. Để chấn chỉnh việc thu phí trông xe, từ tháng 5 năm 2019 đến nay, ban quản lý khu du lịch sinh thái Cồn Vành đã hai lần triệu tập làm việc, lập biên bản đối với tổ bảo vệ kiêm trông coi phương tiện. Ban quản lý đã quán triệt tổ bảo vệ kiêm trông coi xe phải nghiêm túc thực hiện theo quy định. Bãi biển Cồn Vành trải dài khoảng 6 km, có bờ cát mịn, vẻ đẹp nguyên sơ, là địa chỉ thu hút đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh Thái Bình, nhất là vào các ngày nghỉ, dịp nghỉ lễ. Cồn Vành cách thủ đô Hà Nội khoảng 150 km, cách trung tâm thành phố Thái Bình về phía đông khoảng 40 km, nằm trong khu vực dự trữ sinh quyển châu thổ sông Hồng đã được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới. Với mong muốn con em của địa phương được học tập trong điều kiện cơ sở vật chất tốt nhất, vừa qua xã Tam Đa, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên đã đầu tư hơn 10 tỷ đồng sửa chữa, cải tạo và xây mới nhiều phòng học. Xã Tam Đa đã đầu tư cải tạo toàn bộ điểm trường trung học cơ sở cũ, đổ bê tông khuôn viên sân trường, xây nhà vệ sinh, xây mới khu nhà 3 tầng gồm 6 phòng chức năng. Kinh phí được xây dựng lấy từ toàn bộ số tiền đấu giá quyền sử dụng đất năm 2019 của xã. Hiện nay, các phòng học của nhà trường đã được trang bị đầy đủ thiết bị dạy và học. Việc tăng cường cơ sở vật chất cho nhà trường sẽ góp phần tạo ra môi trường học tập tốt nhất cho các giáo viên và học sinh, nhất là trong điều kiện xã Tam Đa là địa phương đầu tiên của huyện Phù Cừ vừa thực hiện sáp nhập liên cấp 2 trường trung học cơ sở và tiểu học. Nằm trong các hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, mới đây tại Trường Trung học Phổ thông chuyên Bắc Ninh, tỉnh đoàn thanh niên phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo tổ chức lễ tuyên dương nhà giáo trẻ tiêu biểu và học sinh ba tốt lần thứ nhất năm 2019. Đây không chỉ là hoạt động nhằm giáo dục truyền thống nghề giáo trong đội ngũ giáo viên, giảng viên trẻ, mà còn tạo sự lan tỏa những tấm gương học sinh tiêu biểu có nhiều thành tích vươn lên trong học tập, rèn luyện. Nhà giáo trẻ tiêu biểu là những giáo viên trẻ trong độ tuổi đoàn thanh niên đang giảng dạy tại các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, tích cực tham gia các phong trào do đoàn thanh niên các cấp tổ chức, đạt thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu khoa học, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc. Đồng thời, đây cũng là những nhà giáo có đạo đức tốt, có chuyên môn giỏi, có nhiều công hiến cho cộng đồng, được học sinh, phụ huynh và lãnh đạo nhà trường tin tưởng ghi nhận. Cũng tại buổi lễ tuyên dương, những thầy cô giáo trẻ tiêu biểu, những học sinh đạt danh hiệu học sinh ba tốt đã cùng nhau chia sẻ cảm xúc, kỷ niệm, những khó khăn và kinh nghiệm, cách làm trong việc dạy tốt học tốt, tổ chức tốt các hoạt động phong trào, nhất là hoạt động đoàn thanh niên trong trường học. 23 học sinh tiêu biểu cấp trung học phổ thông đạt danh hiệu học sinh ba tốt của tỉnh được biểu dương lần này là những học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập, tích cực tham gia các phong trào do tổ chức đoàn triển khai, đạt tiêu chuẩn về đạo đức, học tập và thể lực,
chương trình tuyên dương nhà giáo trẻ tiêu biểu và học sinh ba tốt tỉnh Bắc Ninh lần đầu tiên được tổ chức có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao vị thế, vai trò của đội ngũ nhà giáo trẻ, đồng thời xây dựng các điển hình tiên tiến trong học sinh một cách thiết thực, tạo tiền đề cho học sinh tiếp cận phong trào sinh viên năm tốt, học sinh ba rèn luyện ở các bậc đào tạo cao hơn. Hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa, tất cả các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh cũng đã ký cam kết giảm thải chất thải nhựa trong hoạt động chuyên môn và sinh hoạt hàng ngày của bệnh nhân, nhân viên y tế. Phản ánh tại Bệnh viện Sản Nhi, Quảng Ninh. Từ ngày hôm nay, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh bắt đầu đưa túi giấy để thay thế dần cho túi ni lông tại quầy thuốc bệnh viện. Dự kiến, từ nay đến cuối năm, 100% túi đựng thuốc tại quầy thuốc của bệnh viện sẽ được thay thế bằng túi giấy. Tôi cảm thấy rất là mừng vì khi sử dụng túi giấy sẽ bảo vệ môi trường so với túi ni lông rất là nhiều. Và Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh thì có lượng bệnh nhân một ngày khá là đông. Và nếu như mà mỗi người mà được chuyển từ túi ni lông sang túi giấy như thế này là đã giảm được một lượng khá nhiều túi ni lông. Để người bệnh hạn chế sử dụng các loại chai nhựa một lần, tại tất cả các khoa phòng của bệnh viện đều đặt những bình nước như thế này. Thay vì cốc nhựa dùng một lần, bệnh viện cũng bố trí cốc giấy để vừa đảm bảo vệ sinh, vừa không phát sinh rác thải nhựa. Khi là sử dụng cốc giấy như thế này, em rất là ủng hộ bởi vì nó rất là bảo vệ môi trường. Còn tại căng tin bệnh viện, nếu như trước đây, mỗi ngày phải sử dụng đến hàng trăm chiếc hộp xốp và cốc nhựa dùng một lần để đựng thức ăn cho bệnh nhân và người nhà, thì gần một tháng nay, những khay và hộp giấy thân thiện đã được sử dụng thay thế. Hiện nay, 100% nhân viên y tế tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh đều có cho riêng mình những chai nước như thế này để hạn chế sử dụng cốc nhựa, chai nhựa dùng một lần. Đây là việc làm nhỏ nhưng có ý nghĩa lớn, lan tỏa phong trào nói không với rác thải nhựa trong toàn bệnh viện cũng như trong cộng đồng. Xuất phát từ niềm đam mê, đồng thời mong muốn tạo ra sản phẩm khác biệt phục vụ bản thân và người tiêu dùng. Trong những năm qua, chị Nguyễn Thị Bích Huệ, hợp tác xã Kim Thang, huyện Quảng Bạ, tỉnh Hà Giang, đã nghiên cứu sản xuất ra bánh xà phòng thủ công từ nguồn nguyên liệu sẵn có trong tự nhiên. Quá trình thử nghiệm sản xuất xà phòng thủ công đến với chị Ngũ Thị Bích Huệ một cách rất tự nhiên khi con gái của chị bị viêm da cơ địa. Để điều trị cho cháu, bản thân chị Huệ đã nhiều lần phải lội suối lên rừng, tìm lá, tìm cây để tắm cho con. Sau nhiều lần suy nghĩ, rồi lên mạng học hỏi, chị Huệ quyết định thử nghiệm sản xuất xà phòng thủ công từ các nguyên liệu có sẵn trong tự nhiên. Thông qua đó vừa phục vụ gia đình, đồng thời có thể cung cấp ra thị trường. Thử thì đã thấy là cái tình trạng viêm da cơ địa của con không còn nữa. Tức là nó rất là hiệu nghiệm là khi mà em bé đã đi đến rất nhiều bệnh viện rồi, sử dụng nhiều loại thuốc, sử dụng nhiều loại sữa tắm chuyên biệt nhưng mà đều không hiệu quả. Thì chuyển qua dùng xà bông, khi đó em nhớ là khoảng 2 tuần là cái tình trạng đấy là không còn nữa. Thì sau đấy là bạn bè biết và bạn bè mỗi lần làm là bạn bè sẽ động viên làm thêm nhiều một chút để chia sẻ với mọi người. Bước đầu mới sản xuất, chị Huệ lựa chọn một số nguyên liệu sẵn có tại địa phương gồm củ nghệ, củ gừng, quả óc chó để làm xà phòng. Khi sản phẩm đưa ra thị trường được người tiêu dùng đánh giá rất cao nên chị Huệ tiếp tục suy nghĩ, tìm tòi, phát triển thêm các sản phẩm khác. Kết quả đến nay hợp tác xã đã sản xuất được 11 loại sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên, xà phòng tía tô, xà phòng cây xả, xà phòng hạt lanh, xà phòng hạt chè. Nguyên liệu để sản xuất xà phòng 100% có nguồn gốc từ tự nhiên. Các công đoạn như ép dầu, sấy khô, ép bánh và đóng gói đều làm bằng thủ công. Với việc sản xuất thành công xà phòng thủ công có nguồn gốc từ tự nhiên, không chỉ giúp chị Huệ điều trị dứt điểm triệu chứng viêm da cơ địa cho con, mà còn có sản phẩm cung ứng ra thị trường và được người tiêu dùng đánh giá cao. Đây sẽ là một trong những sản phẩm du lịch tiềm năng để phục vụ du khách. Thưa quý vị và các bạn, từ bỏ được ma túy là một trong những thành tích mà không phải ai cũng vượt qua khi chót mắc nghiện. Anh Bùi Viết Nhiệm, thôn Thọ Bình, xã Tân Sơn, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên là một điển hình trong cai nghiện theo đề án cai nghiện ma túy tại cộng đồng bằng thuốc Sinamex. Với nhân thân tốt, bố là thương binh chống Mỹ, mẹ buôn bán nhỏ, năm 2007 khi tròn 20 tuổi, Bùi Viết Nhiệm hoàn thành nghĩa vụ quân sự và trở về địa phương làm nghề thợ xây. Năm 2017, do không làm chủ bản thân,
Nhiệm bị nhóm bạn lôi kéo, sử dụng thử và mắc nghiện ma túy từ lúc nào không hay. Tại thời điểm này, tôi đánh giá cái đề án, hiệu quả của đề án này là rất là tốt. Tại địa bàn Tân Dân của chúng tôi là có rất là nhiều các công ty doanh nghiệp chung quanh địa bàn. Thì chúng tôi cũng có thể vận động người sau khi cai nghiện để tham gia tái, hòa nhập cuộc sống cùng với cả cộng đồng. Được sự giúp đỡ động viên của gia đình, cộng với sự vào cuộc của đội công tác xã hội xã Tân Dân trong việc theo dõi tuyên truyền, vận động anh cai nghiện bằng thuốc Sinamex. Bên cạnh đó, nguyên nhân quan trọng nhất là nỗ lực của bản thân, anh Nhiệm đã từ bỏ được ma túy. Với sự quyết tâm của bản thân, sau 9 tháng, anh Nhiệm đã dứt hẳn cơn quên ma túy. Hiện anh đang có dự định đi học nghề lái xe. Được biết anh Nhiệm hiện đã có nhà xây dựng kiên cố, có quyết tâm làm lại cuộc đời để tìm vợ và xây dựng hạnh phúc gia đình. Trong thời gian gần đây, giá trứng gia cầm ở nhiều vùng trong tỉnh Hải Dương tăng mạnh sau một thời gian giảm giá và khó tiêu thụ. Người chăn nuôi đã có lãi. Dự báo giá trứng tiếp tục tăng trong thời gian tới, đặc biệt là vào dịp Tết Dương lịch và âm lịch khi nhu cầu thực phẩm tăng cao. Hiện tại, trứng gà ta đang được các thương lái thu mua tại trang trại gia trại ở mức mỗi quả từ 3.500 đến 4.000 đồng, trứng gà Ai Cập đỏ từ 2.300 đến 2.500 đồng, trứng vịt từ 2.500 đến 2.700 đồng và trứng chim cút từ 5.000 đến 6.000 đồng một chục. So với thời điểm cuối tháng 7, giá trứng gia cầm tăng từ 5.000 đến 6.000 đồng một chục. Nguyên nhân tăng giá một phần do thời tiết nắng nóng, tỷ lệ gia cầm đẻ trứng giảm. Mặt khác, do thời gian giá trứng giảm kéo dài, nhiều chủ trại đã giảm đàn chăn nuôi. Ngoài ra, do nhu cầu sử dụng trứng làm nguyên liệu của mùa sản xuất bánh trung thu và xu hướng người tiêu dùng chuyển sang ăn trứng khi giá thịt lợn tăng. Với mức giá bán như hiện nay, trừ chi phí người chăn nuôi có lãi khoảng 500 đồng một quả. Dự báo từ nay đến gần Tết Nguyên đán, giá trứng có thể tiếp tục duy trì ở mức cao. Nhờ thực hiện chăn nuôi theo hướng an toàn, nhiều hộ chăn nuôi trên địa bàn xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên đã vượt qua được ảnh hưởng của bệnh dịch tả lợn châu Phi. Hiện đang xuất bán lợn với giá cao, mang lại giá trị kinh tế lớn. Trên địa bàn xã Đoàn Đào, hiện có hơn 100 hộ chăn nuôi lợn với tổng đàn lợn gần 7.000 con, trong đó có gần 30 hộ chăn nuôi với quy mô lớn từ 300 đến 1.000 con. Các hộ đã đầu tư chuồng trại khép kín, có hệ thống điều hòa nhiệt độ, cách ly chuồng trại xa nhà ở và xa khu vực dân cư. Đặc biệt, thời điểm có dịch, các trang trại thực hiện tuân thủ triệt để các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học dựa trên 3 nguyên tắc cơ bản là giữ đàn lợn trong môi trường được bảo vệ nghiêm ngặt, chăm sóc nuôi dưỡng, quản lý tốt, tạo sức khỏe và sức đề kháng cho đàn lợn. Kiểm soát chặt chẽ khu vực chăn nuôi, phun sát trùng ít nhất 2 lần một ngày. Bản thân mỗi chủ hộ đã tự trang bị các kiến thức như một bác sĩ thú y với đàn vật nuôi của mình. Nhờ vậy, giữa tâm điểm dịch, đàn lợn của các hộ ở đây vẫn phát triển ổn định, hiện đang xuất bán lợn hơi với giá 75-76.000 đồng một kg. Trong một vài năm trở lại đây, phong trào phát triển kinh tế cho đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang phát triển mạnh. Hiện nay, huyện đoàn Sơn Dương có trên 50 mô hình phát triển kinh tế và phát triển mới 37 mô hình. Nhiều đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện đã mạnh dạn đầu tư, thay đổi tư duy sản xuất, áp dụng khoa học công nghệ và khẳng định được thương hiệu trên thị trường trong và ngoài tỉnh. Hiện nay, huyện đoàn Sơn Dương có trên 50 mô hình của thanh niên tham gia phát triển kinh tế có thu nhập cao và ổn định. Trong đó, các mô hình tập trung vào phát triển theo hướng áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến để tạo ra các sản phẩm vừa sạch vừa an toàn, bước đầu đã đáp ứng được yêu cầu cũng như thị hiếu của người tiêu dùng trên địa bàn trong và ngoài tỉnh. Đến nay, các mô hình phát triển kinh tế có quy mô lớn của đoàn viên thanh niên huyện Sơn Dương luôn được duy trì ổn định và ngày càng phát triển. Từ những mô hình như chăn nuôi trồng trọt công nghệ cao như thế này là tiền đề để huyện đoàn Sơn Dương tiếp tục đồng hành xây dựng mới các mô hình phát triển kinh tế của thanh niên trong thời gian tiếp theo. Đến thời điểm này, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định đã ra quân nạo vét được trên 5.000 mét khối kênh cấp 3 và bờ vùng cấp 3 phục vụ cho kế hoạch thủy lợi Đông Xuân 2019-2020. Theo số liệu của Ủy ban Nhân dân huyện Trực Ninh, tính đến ngày 8 tháng 11 năm 2019, có 4 xã gồm Trực Thanh, Trực Đại, Trực Cường, thị trấn Ninh Cường và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Nam Ninh đã ra quân nạo vét kênh mương trong chiến dịch thủy lợi Đông Xuân 2019-2020 đạt trên 3% kế hoạch, cùng với đó tiến hành sửa chữa 1 trên 39 công trình thủy lợi. Để chiến dịch làm thủy lợi Đông Xuân đạt kết quả cao, huyện Trực Ninh đã chỉ đạo các ngành, các địa phương xây dựng kế hoạch chỉ tiêu cụ thể từng tuyến công trình với tinh thần tiết kiệm và hiệu quả,
tập trung vào các công trình tiêu, các tuyến kênh nội đồng thiết thực phục vụ sản xuất. Với khí thế lao động khẩn trương, các xã thị trấn trên địa bàn huyện Trực Ninh đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ làm thủy lợi Đông Xuân, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, góp phần đảm bảo tưới tiêu, phục vụ sản xuất, thuận lợi trong việc đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng. Bên cạnh đó, giải quyết dứt điểm tình trạng vi phạm các công trình thủy lợi như lấn chiếm hành lang sông, vi phạm hành lang bảo vệ công trình cầu cống và giải tỏa dòng chảy. Trong vụ xuân 2020, huyện Trực Ninh phấn đấu gieo cấy 1.000 hecta cây màu, cây công nghiệp và 7.400 hecta lúa trở lên. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.